lúc nào cũng chửi mấy đứa em. Đúng rồi. Đó, bây giờ bị người ta nói như vậy. Người ta nói như vậy anh không. Này chào đón siêu mẫu Minh Tú, một người rất thành công ở lĩnh vực mẫu. Hậu. Không, mẫu thiệt mà không những là thành công trong nước mà còn ra ngoài quốc tế nữa. Thôi đừng có VR gì sợ. Không, anh nói thật lòng mà. Anh là một người rất là ngưỡng mộ em, một người cá tính rõ ràng trong giới siêu mẫu. Anh là câu trước còn câu sau là anh chặt em phải không? Nghiêm túc. Thì ngày hôm nay là đến với chương trình lần đầu tiên đúng không? Dạ không, lần thứ hai. Lần thứ hai. Sao Ngân tính nói gì? Dạ cho em xin phép đổi chỗ thôi, em nhìn qua nhìn lại em mệt. Má này thiệt. Câu chuyện đang vui. Bé Ngân muốn đổi qua anh Vinh. Em có đọc báo, em có hay đọc báo. Thì chắc là vậy. Rồi. Rồi. Bây giờ hỏi Tú nè, cái cảm xúc lần thứ hai trở lại với chương trình như thế nào? Dạ, hồi hộp anh, tại vì lâu rồi em không có được tham gia chương trình game show. Và đây là lần thứ hai em trở lại với 7 nụ cười xuân. Cho nên là gặp rất là nhiều anh chị. Lạ hả Cưng? Hay không là quen? Có lạ nhưng mà dữ á. Dữ hả? Ở đây đâu có ai dữ đâu, có bên kia gian manh chút xíu thôi. Ê, bé nó nói gì mình vậy? Nói chị á chứ không phải nói em đâu. Nói bên kia gian manh thì còn ai là gương mặt đại diện tốt hơn em? Đúng không? Có. Thì bây giờ một câu hỏi đặt ra cho Minh Tú là nếu được về đội thì mình sẽ chọn những thành viên nào? Em chọn anh Vinh, anh Luật. Vì sao? Ủa? Tại đặc biệt. Người ta nói bên này gian manh mà người ta chọn đội là thấy người ta rất là thông minh đâu, rồi. Đâu gian manh là bên đây nói chứ Tú đâu có nói. Đúng rồi, em đâu có gian manh đâu. Nhưng mà vì sao chọn Trương Thế Vinh và Tiến Luật? Tại vì em nghĩ là sẽ chơi game, mà chơi game thì cần một người có chiều cao nó bằng bằng với em. Còn anh Luật thì anh có trí tuệ. Dù mà chơi mấy cái game gì mà phải dính đồ lên người á thì ông có tóc ít tóc. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Vừa lòng anh chưa? Vừa lòng anh chưa? Anh tưởng là người ta mê anh hả? Anh nằm mơ đi. Lúc nào cũng chửi mấy đứa em. Đúng rồi. Đó, bây giờ bị người ta nói như vậy. Người ta nói như vậy anh không sao hết. Không sao. Anh chịu được mà trời ơi, cuộc đời này anh. Nói chi lời đắng cay, nói chi lời oán than. Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra quá đau buồn. Cuộc đời này anh bị nhiều cái đắng cay còn hơn như vậy nữa. Ôi em không chấp nhận được luôn. Mấy đứa em nói thì anh chửi thì em. Anh chửi, anh đánh, anh đập. Người ta nói cũng sao nhưng mà khi mấy em nói tôi lại càng đau hơn. Vì sao? Cái thái độ của Tú là khi Tú nói câu đó xong Tú nói là à đừng giận em nha. Còn khi mà các em nói, các em nhìn cánh mắt các em, các em coi thường tôi. Tú cao quá mà còn đứng nữa. Em coi hả? Rồi đi về, đi về lại. Trời đi về. Ơi một ly mà bây giờ chết rồi, trơn quá anh ơi, trơn quá. Mát quá, mát luôn á. Đi lại từ đâu? Trời ơi nước ở đâu ra nữa, trơn quá à. Thế thôi em sẽ lấy cái nồng hay vậy ta, thấy chỗ quá là gì vậy? Trơn quá à. Cái gì vậy? Đúng rồi, đi ngang, đúng rồi, rất thông minh, đúng rồi. Đi lại từ đâu, đi lại từ đâu? Thấy chưa? Trời ơi, nó nồng ngang, em đắng cho bé Tú hả? Trời ơi, còn có một miếng dày rồi sao tôi đọt trời. Từ từ để mình tính. Cho bé Tú xin miếng xà bông cho nó tắm luôn đi chứ. Sao trơn quá à? Gì vậy? Đâu sẵn vậy? Tôi biết định đợi nhiều nhiều để tôi đổ. Từ từ như mình tính. Dán đẹp cho tạo dáng nha, dán đẹp cho Ngọc nha. Anh Luật nha, đúng chưa? Từ từ nha, sao nó trơn dữ vậy?
em bước hai bước rồi em lận cũng ế Ôi trời ơi. Lại người ta té rồi mà, trời thôi thương người ta đi. Trời ơi, tôi ướt nhẹp luôn rồi. Ướt xem cái quần thôi. Chết rồi. Ê, đừng có đổ vô quần anh. Ủa sao anh không co cái chân lên cho dễ anh Lực? Co lên không được. Gì vậy bà nội? Trơn lắm. Ủa bắt đầu vô nhẹp rồi kìa. Từ từ nha chị Ngọc. Quá rồi chị Ngân. Ba cho đi cứ mệt mỏi quá. Không dùng tay nha. Anh tâm cho em. Đổ đi, anh cứ đổ đi em hứng cho. Ồ, anh cứ đổ đi em hứng cho vậy thôi. Giỏi quá. Trời ơi, hay quá. Anh đổ vô, anh cứ đổ thôi. Em làm gì vậy? Ê, đừng có chút anh. Vẻ đẹp chân thực và tổng độc quyền trên Vion.